không? Hello anh em. Nay em lại tiếp tục quay cho cả nhà mình xem những idol Kamat vượt lầy nha anh em. Đây là những idol Kamat chở Bobby. Đây là chiếc Ford 3000 đang rất là nỗ lực lôi chiếc Kamat 4 giò nha anh em, và có sự góp mặt của xe gốc 025 của Mitsu, nhưng mà hiện tại là không có tiến triển gì nha anh em. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sau một hồi nỗ lực thì đã giải cứu chiếc Kamat 4 giò thành công nha anh em, với sự góp mặt của thêm một chiếc Kamat nữa nha anh em. Kamat 4 giò và máy cài hợp sức thì đã lôi được chiếc 4 giò một trận. Và nhớ cho một like và một lượt đăng ký để giúp cho các bạn tài xế có thêm động lực vượt qua và nỗi vất vả mùa này nha anh em. Và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo sớm nhất của mình nha anh em.